Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình On Sport Center được phát trực tiếp 21 giờ tất cả ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, và tôi là Minh Hải, người dẫn chương trình hôm nay, và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là Trang Ben, một gương mặt đã ngày càng được nhận được sự quý mến của quý vị và các bạn. Và để bắt đầu cho chương trình thì có lẽ là chúng ta hãy trở lại với một câu hỏi kinh điển của Facebook là bạn đang nghĩ gì. Thực sự là bây giờ Trang Ben đang nghĩ gì? Thực ra bây giờ thì em đang hơi không nghĩ gì một chút, nhưng mà em cũng có một cái thắc mắc là không biết là cái tấm hình hôm nay trong game của chúng ta là ai. Rõ ràng là những ai mà đã thân quen với On Sport Center thì đều biết là chúng ta có một phần mini game ở phần sau của chương trình. Còn cá nhân tôi ngày hôm nay, cái suy nghĩ của tôi tương đối bề bộn, rối bời một chút, bởi vì là đây là lần đầu tiên tôi dẫn chương trình On Sport Center và cái phiên bản chính thức, và tôi cũng không biết là ngày hôm nay tôi dẫn có tốt hay không, có nhiều bạn tương tác hay không, và giải đặc biệt ngày hôm nay có tìm được chủ nhân hay không. Và quan trọng nhất ngày hôm nay thì tôi cũng rất là mong muốn là biết được những cái suy nghĩ thực sự của các bạn về chương trình, về chúng tôi, về những việc mà chúng tôi đang làm, những điều mà các bạn hài lòng, những điều mà các bạn chưa hài lòng, hoặc là những ý tưởng mới của các bạn thì các bạn có thể chia sẻ với tôi để chúng tôi có thể phục vụ các bạn ngày một tốt hơn. Và đấy là điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Tất cả những đóng góp của quý vị luôn luôn là động lực để chúng tôi làm tốt hơn công việc của mình. Và Trang Ben, trong một cái ngày như ngày hôm nay, rất là nhiều những sự kiện thể thao, đặc biệt là U20 của chúng ta thì cũng đã di chuyển đến một nơi mới. Thì không hiểu là Trang có một chút suy nghĩ gì về các thành viên của đội hay không, hay là điều kiện của đội liệu có vào được vòng knockout hay không. Và đặc biệt là trọng đại, tôi rất là muốn biết là thực sự là bạn nghĩ gì khi mà có những cái cuộc chat qua lại với trọng đại. Thật ra thì bây giờ hầu như ai cũng quan tâm đội tuyển U20 Việt Nam hết, và em thì cũng không nằm ngoài số đó. Thì tất cả là em vừa nghe thông tin là sẽ chuyển đến một cái sân mới, nhưng mà điều kiện ở đấy thì rất là tốt. Và ngày hôm nay thì như có một cái thông tin là các bạn ấy được huấn luyện viên là anh Tuấn cho nghỉ giải lao, các bạn đã đi ăn kem. Và ngày hôm nay thì đúng là như anh Hải nói là em có liên lạc với cả Trọng Đại. Thì em bảo Đại là chấn thương dạo này có bị còn đau nhiều không, có nghĩa là cố gắng lên nhé, trận sau là trận quyết định, tất cả mọi người luôn bên em. Thế là Đại có trả lời em bảo là chị, em cảm ơn chị, em cứ tưởng là chị quên em rồi. Nhưng mà Đại rất là dí dỏm thôi. Thì là em thấy là mọi người đang có một tâm lý rất là thoải mái. Trước khi vào sóng chương trình này thì trong một cái phần mà giao lưu trước chương trình thì chúng tôi cũng đã có được những cái cuộc nói chuyện với Hà Đức Chinh. Và thực sự thì tôi thấy là đội hiện nay đang cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tự tin trước một trận đánh lớn. Thưa quý vị và các bạn, là trong những chương trình của On Sport Center thì chúng tôi luôn luôn có một mini game. Và nhân vật chủ đề ngày hôm nay sẽ liên quan đến một giải đấu. Một giải đấu sẽ được phát trực tiếp trên kênh Thể thao TV và Tin tức TV HD. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ tường thuật từ 15 giờ ngày 28 tháng 5 tới đây. Đó chính là nhân vật liên quan đến giải Roland Garros. Tuy nhiên thì để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta hãy dạo qua xem new feed về thể thao, những thông tin nào là nổi bật nhất. Những tin tức đầu tiên trong ngày hôm nay dĩ nhiên vẫn là về World Cup U20 ở Hàn Quốc. Đức và Argentina vẫn còn cơ hội vào vòng sau khi cùng giành chiến thắng ở trận cuối vòng bảng để bám chặt vị trí thứ 3. Vị trí mà có lẽ khi bước vào giải họ không hề nghĩ đến. Venezuela trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng ở vòng bảng mà chẳng để lọt lưới bàn nào tính cho đến thời điểm hiện tại. Còn Hàn Quốc đã không thể tiếp tục gây bất ngờ khi để thua Anh và mất luôn ngôi đầu bảng. Còn U20 Việt Nam, sau một trận thua và có lẽ là rất nhiều mệt mỏi cùng áp lực, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ thả lỏng bằng cách ăn kem. Hy vọng tinh thần hứng khởi khi cầm que kem mát lạnh sẽ tái hiện ở các cầu thủ sau trận đánh quyết định với Honduras vào ngày 28 tháng 5 tới. Ở thông tin thể thao khác, hôm nay quả là ngày may mắn với Lý Hoàng Nam khi đối thủ của anh tại vòng 2 đơn nam F1 Singapore Futures đã bỏ cuộc và anh cứ thế bước vào vòng 3. Hẳn là các cổ động viên bóng đá nước nhà đang ao ước giá U20 Honduras cũng bỏ cuộc thì hay biết mấy. Tin thắng trận cũng đến từ môn cầu lông khi các tay vợt của chúng ta đã vượt qua Singapore với tỷ số 3-1, qua đó giành vị trí số 1 ở nhóm 2 Sudirman Cup 2017. Quả là một ngày nhiều niềm vui với thể thao Việt Nam. Không hiểu là với Trang Ben thì những cái thông tin nào trên New Feed vừa rồi khiến cho Trang cảm thấy vui vẻ nhất và háo hức nhất khi mà đón nhận? Chắc là cái thông tin mà các đội tuyển cầu thủ đi ăn kem thì em thấy là hứng khởi nhất, tại vì là mọi người cầm cái kem nhưng mà trông mặt mũi vui vẻ lắm. Tức nghĩa là tâm lý
đã được giải tỏa sau cái trận thua vừa rồi rồi. Và em nghĩ là đến với cái trận tiếp theo đến của ngày 28 này thì các cầu thủ sẽ cho mình có những cái sự chuẩn bị tốt nhất để cho cái trận đấu với Honduras ngày 28. Tôi có một cái chi tiết mà mọi người rất ít để ý, đấy là cái hình ảnh ăn kem, cái hình ảnh đầu tiên ấy, xin đạo diễn có thể cho tôi xem lại. Cái hình ảnh trắng trắng mà ở dưới đất kia kìa. Trang Ben và quý vị có nhận ra không? Có. Đấy chính là cái thùng rác. Và cái thùng rác tôi không hiểu làm sao có nhiều vỏ kem đến như thế. Không biết là ăn kem như vậy thì liệu có bị viêm họng hay không. Mà em nghĩ thời tiết bên đấy thì rất là lạnh đúng không? Hy vọng rằng là các bạn hết sức giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe. Và từ Hàn Quốc thì bạn Kiều Trinh Trần vừa gửi cho chúng ta. Hiện thì đội đã về rồi và lạnh cực kỳ luôn. Và đặc biệt là có bạn Nguyễn Văn Toàn thì nói là chúc vlogger dẫn chương trình tốt nhé. Jami Trần, ngày mai chỉ cần Bồ Ý hoặc Nhật thua thì U20 Việt Nam chúng ta chỉ cần thắng Honduras là đã qua rồi. Tức là ý bạn nói là vào vòng knockout. Thực ra thì cũng như là tất cả mọi người thôi, Minh Hải cũng như là toàn bộ ekip làm chương trình rất là mong muốn là đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc thực sự là dâng trào, thậm chí là vỡ òa khi mà chúng ta có thể giành được một cái suất để vào vòng knockout ở U20 World Cup. Bởi vì là chúng ta đã làm được một cái mốc son lịch sử rồi, nhưng hoàn toàn chúng ta có thể phá giới hạn của chính bản thân mình. Và đấy là những cái thông tin rất là đặc sắc mà Minh Hải muốn gửi đến các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dạo qua New Feed những cái tin tức thể thao thế giới nào được mọi người quan tâm nhất. Kết quả bốc thăm phân nhánh đơn nam Roland Garros đã làm những người trông chờ trận chung kết giữa Nadal và Djokovic phải thất vọng. Hai tay vợt này đã lọt vào cùng một nhánh đấu và nếu thuận lợi, họ sẽ đụng độ ở bán kết. Tất nhiên đó là khi họ vượt qua được những đại diện sừng sỏ như Thiem hay Raonic. Trong khi đó, Andy Murray tránh được vỏ Nadal nhưng lại rơi vào nhánh đấu gồm Dan Potro, Wawrinka, Alexander Zverev và Kei Nishikori. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, quá đen cho Sir Andy. Trước trận chung kết FA Cup với Arsenal, Chelsea cho thấy tâm lý cực kỳ thoải mái khi cùng tụ họp và ăn tiệc nướng BBQ. Không rõ món này có trong danh sách món ăn bị cấm của huấn luyện viên Antonio Conte hay không, thế nhưng nhìn Kurt Zouma thì biết chắc anh này là chuyên gia nướng thịt rồi. Còn tại Manchester United, Jose Mourinho đã đưa ra danh sách mục tiêu có tổng giá trị đến 300 triệu bảng cho ban lãnh đạo. Bốn cái tên trong danh sách này bao gồm Antoine Griezmann, Andrea Belotti, Romelu Lukaku và Michael Keane. Có người đến thì phải có người đi, và người đi ở đây thì chắc là đội trưởng Wayne Rooney. Vấn đề là anh sẽ đi đâu? Sang Trung Quốc kiếm tiền hay trở lại Everton để ngồi dự bị? Trong khi đó, Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến thiên hạ phải gato bằng bài đăng mới nhất trên mạng xã hội. Trong khi không ít kẻ đang hí hửng mong chờ anh bị buộc tội trốn thuế, thì CR7 vẫn thản nhiên post hình khoe ảnh cô người yêu xinh như mộng, kèm theo ký hiệu quả tim đầy lãng mạn. Đúng là đẹp trai thì không sợ sai. Còn tại NBA, LeBron James đã phá vỡ kỷ lục ghi điểm tại playoff của huyền thoại Michael Jordan khi cán mốc 5.989 điểm, qua đó giúp Cleveland Cavaliers đánh bại Boston Celtics ở chung kết miền Đông. Giờ thì King James đã có thể tự tin nói, tôi là chính tôi khi bị mang ra so sánh với Michael Jordan rồi. Thưa quý vị và các bạn, là khi chương trình này đang lên hình thì chúng tôi cũng rất là vinh dự được báo với các bạn là đang có rất nhiều những thành viên của làng thể thao Việt Nam chúng ta đang theo dõi. Trong đấy thì có tiền vệ Thái Quý, cầu thủ đã không thể sang Hàn Quốc vì chấn thương. Và bên cạnh đấy là có cây kéo vàng của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, đấy là Jim Azim. Và có Nguyễn Ánh, người yêu của tuyển thủ U20 Việt Nam Hồ Minh Dĩ. Rất là mong muốn là sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự tương tác của những nhân vật này. Và nói thật là hôm nay tôi cũng rất là muốn thách thức những cầu thủ, những người yêu của cầu thủ để xem họ có hiểu về cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta hay không, đấy là về tennis. Và tôi muốn hỏi chị Trang vừa rồi là những cái new feed liên quan đến bóng đá thế giới. Tôi thực ra là tôi không thể hiểu nổi là tại sao một người mà giàu có, nổi tiếng và cũng rất hay đi làm thiện nguyện như là Ronaldo hay là Messi thì lại thường xuyên bị cáo buộc trốn thuế. Và theo như tôi biết thì mới đây thì bố con của Messi cũng vừa bị bác đơn và chấp nhận là một cái khoảng thời gian hình như là 20 mấy tháng tù treo. Thì không hiểu là Trang có biết là nguyên nhân vì sao hay không? Thật ra thì đến em cũng không hiểu. Nếu mà em giàu như Ronaldo hay Messi thì em cũng chả về gì phải trốn thuế cả. Tại vì họ kiếm được rất nhiều tiền và họ đi làm từ thiện, họ làm rất nhiều thứ. Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao họ lại trốn thuế. Thì không biết là anh Hải có biết không?
Thực ra thì Minh Hải hoàn toàn không biết, bởi vì với khối tài sản như họ thì phải nói là ăn mấy đời cũng không hết. Thật, thì tại sao họ phải làm cái công việc phạm pháp như thế? Và đây là những người nổi tiếng, thì cái danh dự, cái uy tín, hình ảnh của họ, họ phải giữ. Và nếu như quý vị biết thì quý vị có thể comment để có thể mách cho chúng tôi. Thực sự là có những cái điều mà chúng tôi không biết, cũng rất là mong muốn những người am hiểu có thể chia sẻ với chúng tôi. Và để cho tất cả mọi người, chúng ta đều có thể chia sẻ được với nhau những cái thông tin, đặc biệt là những cái góc nhìn độc đáo. Và tôi muốn hỏi Trang thêm một câu nữa, là Trang có thấy là tất cả những cầu thủ hay những vận động viên nổi tiếng thỉnh thoảng họ có cực kỳ mê tín? Ví dụ như là thậm chí là ở Việt Nam của chúng ta ấy, có rất nhiều những cầu thủ họ có những cái bùa mang theo người đấy, và thậm chí là có những cái đội bóng họ sẽ quyết định ai là người ngồi bên cạnh huấn luyện viên trưởng, ai là người bước cái bước chân xuống đầu tiên. Thì Trang có phải là một người mê tín hay không? Thật ra thì em lại là một người không mê tín lắm, nhưng mà đúng là như anh Hải nói là có rất nhiều người họ mê tín trong những cái chuyện thi đấu, cả là có cắt tóc hay không, hoặc là ngày hôm nay mặc màu gì, mặc áo màu gì như nào, tức là họ rất là mê tín. Nhưng ngày hôm nay mùng 1 chẳng hạn thì em cũng sẽ không nói năng nó quá là... Hôm nay Trang có thắp hương ở nhà không? Em có, sáng nay em có thắp hương giúp mẹ ở nhà. Tôi thì cũng mới thắp hương cách đây vài tiếng. Thực ra đấy là đức tin, đấy là đức tin của chúng ta, nhưng đừng để mê tín giống như là Novak Djokovic. Djokovic thì không hiểu là có thực sự là người mê tín hay không, nhưng mùa giải năm nay thì anh ấy đã thay huấn luyện viên và thay luôn cả hãng áo, chuyển từ hãng Uniqlo sang thành Lacoste giống như tôi sang đây. Sang cá sấu đúng không? Đấy, sang cá sấu. Thì không biết là cái câu chuyện đấy nó có mang lại cho Trang Man một cái suy nghĩ gì không? Em cũng nghĩ là anh ấy là mê tín đấy, tại vì là có thể là đúng là cái nửa năm vừa rồi, nửa năm đầu năm vừa rồi là anh ấy thi đấu không thực sự là ổn định như cái phong độ của anh ấy. Có thể đây sẽ là một cái anh nghĩ là thay đổi theo hướng mới đi để xem là nó có đổi vận của anh ấy trong nửa năm sau không, và chắc chắn là trong cái mùa giải sắp tới đây là của Roland Garros. Đấy, em nghĩ là như vậy. Thực ra nếu mà quý vị mà nghe từ đầu thì có lẽ là quý vị cũng biết là chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi trong cái phần mini game sẽ liên quan đến tennis. Và các bạn hãy chuẩn bị cho mình những cái thông tin quan trọng nhất để chúng ta sẵn sàng cho phần mini game sắp tới. Thú thật là với Trang, với quý vị là chúng tôi là những người làm thể thao chuyên nghiệp, thành ra là chúng tôi cũng có những mối quan hệ. Và đương nhiên là như thế thì trên Facebook hoặc trên Twitter thì chúng tôi có thể kết bạn được với rất nhiều những người nổi tiếng. Và đấy là lý do vì sao chúng tôi luôn luôn muốn tag các bạn vào để các bạn cùng chia sẻ những bức ảnh, chia sẻ những cảm xúc cùng với những người nổi tiếng. Nói gì bây giờ nhỉ? Chắc không cần nói gì đâu Trọng Đại à. Chỉ cần nhìn bức ảnh là ai cũng hiểu bạn đang rất nỗ lực để có thể góp sức cho U20 Việt Nam trong trận đấu tới. Hãy gắng lên chàng trai. Chỉ để ảnh ở đây và không nói gì cả. Huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang của U20 Việt Nam nhìn không khác rapper nổi tiếng PSI của xứ sở Kim Chi là mấy nhỉ? Bên cạnh U20 Việt Nam, cơn bão 500 anh em phóng viên thể thao cũng đã đổ bộ xuống Jeju để sẵn sàng tác chiến trong trận đấu với U20 Honduras sắp tới. Nhìn thì ai cũng tưởng Đông Triều vừa sang Hàn Quốc để cổ vũ cho U20 Việt Nam. Thế nhưng tất cả đã bị anh chàng cho ăn một miếng thịt lừa rất to, vì thực chất đây là một bức ảnh cũ mà thôi. Làm thế nào để giải ngố bây giờ? Cách tốt nhất là cùng nhí nhố trong bể bơi. Quá đơn giản, đó là cách mà các cầu thủ FLC Thanh Hóa đang làm. Nhí nhố để giải ngố xong, Ngô Hoàng Thịnh cùng một số anh em chiến hữu tại FLC Thanh Hóa giải khát và cùng nắm tay nhau thật lâu. Mùng 1 đầu tháng, Bảnh Bao lên chùa cầu chúc an lành và một tháng đầy vui vẻ cho mọi người. Nhìn Quang Tình khác gì một soái ca đâu. Cũng cầu chúc an lành trong ngày đầu tháng, nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của Than Quảng Ninh thậm chí nhìn còn có vẻ soái ca hơn cả Quang Tình. Thưa quý vị, thì trong số tất cả những người mà chúng tôi vừa tag quý vị vào thì có bao nhiêu người đã nằm trong fan list của các bạn và bao nhiêu người thì không? Các bạn có thể comment để chúng tôi biết được. Và nếu như cái mục này mà nó thú vị với chúng ta thì chúng tôi có thể là mở rộng thời lượng. Và với Trang Ben, em ấn tượng với thông điệp nào, với bức hình nào? Đấy, cũng như anh Hải với em vừa nói về vấn đề mê tín, thì cầu thủ của Than Quảng Ninh đã đăng một cái caption ghi là chúc mọi người một mùng một an nhiên. Đấy, tức là đấy cũng sẽ là một cái gì đó nó hơi mê tín một chút, nhưng mà nó cũng là đem lại cho mọi người cái sự vui vẻ an nhiên trong một cái tháng mới. Em nghĩ là như thế. Nếu như mà Trang Man và quý vị mà nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy thêm một cầu thủ nữa. Đấy chính là Quang Tình, đội trưởng của đội Cần Thơ
cũng đã đi chùa. Và nói thật là bây giờ rất nhiều những cầu thủ của chúng ta cũng ăn chay, họ ăn chay theo ngày và họ cũng đi chùa. Phải nói là họ là những Phật tử thực sự là rất là chuyên tâm. Và đấy là điều mà tôi cảm thấy rất là mừng, bởi vì các cầu thủ cũng đang luôn luôn hướng thiện. Và trong một cái môn thể thao mà đối kháng trực tiếp như thế này thì rõ ràng là đôi khi cái tâm của mình nó tĩnh, nó cũng làm cho cái công việc nó tốt hơn. Và khi mà chúng ta thi đấu và chúng ta cũng giữ cái chân, giữ sức khỏe, giữ cái cần câu cơm cho các đồng nghiệp thì đấy là cái điều mà không có cái gì tuyệt vời hơn. Và sau đây là một phần cực kỳ quan trọng của chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là trong tất cả những cái chương trình của On Sport Center thì đây là phần mà cá nhân tôi cho rằng là nó hay nhất, nó thú vị nhất. Đấy là phần chơi mini game. Mà nếu như quý vị và các bạn mà cảm thấy vui, cảm thấy thích thì các bạn có thể like, có thể share, có thể tag những người bạn của mình vào để cùng chơi. Biết đâu đấy chúng ta sẽ có những cái cuộc chơi đối kháng lẫn nhau. Bởi vì ví dụ như là tôi vào và tôi muốn thử sức với Trang, Ben chẳng hạn. Chúng ta có thể là thi đấu nội bộ với nhau thôi, chứ không phải là thi đấu với chương trình. Và thú thật là invite là một cái hình thức tương tác cũng tương đối hay của Facebook. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, và ngày xưa thì tôi vô cùng ghét ai mà invite tôi để chơi game. Là tôi mời liên tục, tại vì hình như mời cái đấy là được thêm mạng hay là thêm cái gì anh ạ. Đấy, đúng rồi, tức là mời liên tục luôn. Và tôi cảm thấy rất là tức, những người như thế là có lẽ là đối tượng đầu tiên mà tôi sẽ unfriend. Nhưng mà cho đến khi xem chương trình này thì tôi thấy nó vô cùng vui. Và sau đây là luật chơi. Mỗi bản tin sẽ có một mini game. Đây là ai liên quan đến các tin tức thể thao hàng ngày. Nhiệm vụ của mỗi mini game là tìm được cái tên chính xác của bức hình đây là ai được tạo thành bởi 6 miếng ghép. Mỗi mini game người dẫn chương trình theo tùy chọn của mình sẽ chỉ mở 5 miếng ghép bất kỳ. Và các tài khoản Facebook phải dựa vào 5 miếng ghép được mở để đoán chính xác đây là ai. Mỗi miếng ghép được mở ra thành công, tài khoản Facebook sẽ nhận được quà là thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000 đồng. Thời gian để mở một miếng ghép là 1 phút. Đáp án đúng là comment gửi tới livestream của bản tin, nhanh nhất không edit. Dẫn chương trình sẽ là người quyết định theo các comment nhận được. Nếu miếng ghép sau 1 phút không có đáp án nào đúng, dẫn chương trình sẽ tự đưa ra đáp án và mở miếng ghép. Kể từ khi mini game bắt đầu với câu hỏi cho miếng ghép đầu tiên được đưa ra, Facebook dự đoán đúng bức hình sẽ nhận quà là thẻ nạp có giá trị 500.000 đồng. Nhưng chú ý, trong suốt thời gian của mỗi bản tin, mỗi tài khoản Facebook chỉ được phép đưa ra một lần cho đáp án về bức hình đây là ai. Sau khi dẫn chương trình đã thông báo hết thời gian đưa ra đáp án, mọi câu trả lời đều không có giá trị. Dẫn chương trình chính là trọng tài đưa ra kết quả cuối cùng và ban tổ chức không giải quyết các khiếu nại liên quan sau khi dẫn chương trình đã công bố kết quả. Vì có một đặc tính rất khó tranh cãi của Facebook là mạng lag sẽ dẫn tới thứ tự hiển thị comment ở các máy khác nhau là có thể khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, là hồi xưa khi còn đi học đại học thì tôi đã từng làm trọng tài và tôi đã bắt trọng tài chính trong trận chung kết giải vô địch trường. Và đã hơn chục năm trôi qua thì bây giờ tôi mới được làm trọng tài. Và hôm nay tôi chính là người làm trọng tài trong trò mini game. Và người trợ lý của tôi chính là Trang Ben. Trang Ben sẽ phụ trách liên quan đến thời gian. Vâng. Trang Ben sẽ là người bấm giờ. Và khi mà câu hỏi đã hết một phút thì Trang Ben có thể nhắc lại MC để chúng ta có thể công bố. Và chúng tôi có một tổ thư ký, chúng tôi gọi đấy là trọng tài bàn. Những người mà sẽ giúp tư vấn cho chúng tôi những cái gì mà chúng tôi không thể theo kịp. Và đương nhiên là như thế rồi, tôi vẫn là trọng tài chính và vẫn là người đưa ra mọi quyết định. Và chúng tôi thì không muốn chịu trách nhiệm về những cái sai sót của Facebook liên quan đến cái thời gian. Vì chúng ta biết là khi mạng lag thì có thể là trên điện thoại này hiển thị theo cái thứ tự khác. Nhưng mà tôi sẽ theo chính cái điện thoại của mình. Và đây chính là cái cơ sở để tôi đưa ra quyết định. Và chúng ta không tranh cãi và không khiếu kiện. Và sau đây là câu hỏi. Và nhân vật ngày hôm nay sẽ liên quan đến Roland Garros. Giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này, vừa được kênh Thể thao TV và Tin tức TV HD tường thuật trực tiếp bắt đầu từ 15 giờ ngày 28 tháng 5. Và thứ tự ngày hôm nay của chúng ta sẽ là 3, 4, 5, 2 và 6. Chúng tôi cũng có những gợi ý cho các bạn là nếu như các bạn đã nhận ra đấy là ai rồi thì chúng ta sẽ cố gắng để đưa ra thông tin đầy đủ họ tên. Ví dụ như là hôm trước tôi thấy rất là tiếc cho một bạn, tức là bạn biết đấy là Zidane rồi nhưng mà bạn viết mỗi chữ Zidane. Vâng. Và nếu như bạn viết là Zinedine Zidane thì bạn đã có một kết quả hoàn toàn chính xác và chúng tôi ưu tiên cho những kết quả như thế. Và các bạn, bây giờ thì chúng ta bắt đầu cầm vào điện thoại và chuẩn bị tương tác. Bởi vì đôi khi chúng ta chỉ hơn kém nhau 1/1000 giây thôi thì đã có thể giành được một phần quà rồi.
và phần quà. Nếu như bây giờ ai đó mà đã có kết quả thì sẽ có phần thưởng đặc biệt 1 triệu đồng và trị giá là một thẻ điện thoại 1 triệu đồng. Và đến bây giờ thì theo ghi nhận của tôi là chưa có một người nào đưa ra được kết quả chính xác. Và sau đây thì xin phép mở cái ô đầu tiên, đó là ô số 3. Đội tuyển U20 Đức xếp thứ mấy tại bảng B U20 World Cup năm 2017? 1, 2, 3. Bắt đầu. Bắt đầu. Em nghĩ cái này là dễ thôi, tại vì không biết mọi người có để ý không, tại vì cái phần tin này đã được đưa ra từ đầu chương trình rồi. Chính xác là tất cả những cái thông tin mà chúng ta đưa ở đây thì chúng ta đã đưa ở trên rất nhiều những bản tin của Bóng Đá TV và Thể Thao TV rồi. Mọi người chỉ cần để ý và thôi. Và đến bây giờ thì theo như tôi biết là đã có một bạn trả lời đúng. Em sẽ dừng thời gian. Đúng rồi, dừng cho anh. Người trả lời đúng là bạn Jamie Trần, có lẽ là một vị khách rất quen và một người rất mát tay. Có lẽ là ngoài kiến thức ra thì Jamie Trần còn là một người rất là nhanh tay nữa. Bạn đã trả lời chính xác, đấy là vị trí thứ 3. Và vị trí thứ 3 của U20 Đức cũng là cái vị trí mà đang tranh chấp với U20 Việt Nam của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở sang ô số 4. Và trước hết thì chúng ta hãy nhờ đạo diễn mở cho tôi cái ô số 3. Rất là xin lỗi bởi vì là tôi rất là mong có thể kiếm được cho các bạn những suất. Đây thì chắc chắn là sân đất nện rồi. Màu vàng vàng của ngói đây rồi. Và đến bây giờ thì chắc là chưa ai nhận ra rồi. Và đến bây giờ thì những người mà trả lời đúng bức ảnh chủ đề của ngày hôm nay thì sẽ có phần thưởng là 500k, tức là ứng với một cái thẻ cào điện thoại là 500k. Và từ đây trở đi thì như bạn Jamie Trần thì mỗi một người trả lời đúng thì sẽ có một thẻ cào điện thoại 100k. Và sau đây là miếng ghép số 4. Rafael Nadal là hạt giống số mấy tại Roland Garros 2017? Bắt đầu. Và thời gian bắt đầu. Không biết là cái này chắc là bạn nào phải quan tâm đến tennis thì sẽ để ý cái này đúng không anh? Ở Việt Nam thì cộng đồng những người chơi tennis rất là nhiều. Vâng, em thấy rất là đông. Nhưng mà thú thật là ở Việt Nam, đặc biệt là những người chơi tennis phong trào, tôi thấy là rất là đáng lo. Bởi vì là cứ sau một trận đấu xong thì họ lại ra gọi thêm mấy thùng bia. Và không hiểu sao đi tập thể thao mà bụng to hơn cả không thực tập luôn ấy. Cũng rất là đáng tiếc. Hy vọng rằng là nếu mà chúng ta tập thể thao thì chúng ta nhớ giữ gìn. Bởi vì nói thật là nếu mà không tập thì thực sự là chúng ta cảm thấy rất là phí công tập của mình. Và một lần nữa người thắng cuộc lại là Jamie Trần. Khi mà Jamie Trần đưa ra kết quả là số 4. Chính xác là Nadal là hạt giống số 4 ở Roland Garros năm 2017 năm nay. Và rất là chúc mừng bạn. Bạn công nhận là bạn có một cái bàn tay rất chuẩn. Nếu mà Jamie Trần đủ giỏi thì có thể đưa ra được bức ảnh chủ đề. Thực sự là đây là một điều mà... Đây chính xác là một người chơi đại tài. Vâng. Tay rất nhanh và đầu cũng rất nhanh. Và xin mời đạo diễn có thể mở cho tôi ô số 4. Một cái trận... này vẫn hơi khó đoán anh Hải nhỉ? Chúng ta phải mở ở đây thêm. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái chân thôi. Chúng ta rất là khó có thể đoán được. Có lẽ là đến thời điểm này thì vẫn chưa có ai đưa ra được thông tin chính xác, có vẻ như là hơi khó. Chúng ta sẽ chuyển sang miếng ghép tiếp theo, đấy là miếng ghép số 5. Tôi xin được đọc câu hỏi. Novak Djokovic đã mấy lần vô địch Roland Garros? 1 phút bắt đầu. Bắt đầu. Em nhớ là anh ấy là đương kim vô địch của Roland Garros. Nhưng mà không biết là trước đấy là anh ấy đã vô địch thêm lần nào nữa chưa nhỉ? Thực ra chúng ta không nên nói quá nhiều. Bởi vì nếu chúng ta nói quá nhiều thì có thể sẽ khiến cho chúng ta để lộ mất thông tin. Vâng. Và có rất là nhiều người thì kiện Minh Hải rằng là tại sao trong những cái phần live stream trước chương trình hoặc là trong những lúc nói, đôi khi hôm trước anh Trần Thắng còn trách tôi là nói về MU ấy. Tức là chúng ta đã để lộ ra mất cái thông tin. Hôm đầu tiên em vẫn cái nhớ. cái hôm mà chúng ta chạy thử ấy. Như vậy là thời gian đã hết. Chúng tôi đang muốn biết là sẽ có ai đây
Có ai không anh? Có Nguyễn Trần Công Anh. Bạn Nguyễn Trần Công Anh cũng sẽ có một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Khi bạn nói là đáp án là số 1, tức là một lần vô địch. Và chúng ta cũng tiếp tục xem là liệu có ai đã đưa ra chính xác cái bức ảnh chủ đề hay chưa. Thật là đáng tiếc, ngày hôm nay rất ít người trả lời bức ảnh chủ đề. Chắc là vì một không bộ hiểu môn. Là có phải khó quá hay không. Xin mời đạo diễn có thể cho chúng tôi xem lại bức hình không ạ? Để cho mọi người có thể mường nhìn tượng. Lại xem có thể mường tượng được ra xem đây là ai không. Mọi nói chung là tương đối khó đúng không các bạn? Tất cả những cái phần quan trọng nhất bây giờ chỉ có một mình cái chân thôi. Và đến bây giờ thì xin được công bố là sau khi mở một cái mảnh ghép mà không liên quan gì đến bộ phận thì đã có một bạn trả lời chính xác. Xin chúc mừng người trả lời chính xác, nhưng mà tạm thời chúng tôi sẽ giấu tên và để cho cuộc chơi của chúng ta tiếp tục bắt đầu. Minh Hải rất là muốn có thêm những thẻ cào điện thoại dành cho quý vị. Và tiếp tục tôi muốn mở mảnh ghép số 2. Số 2. Trận chung kết FA Cup 2016-17 tổ chức trên sân vận động nào? Một phút bắt đầu. Bắt đầu. Nói đến FA Cup là nói đến Anh rồi. Em nghĩ cái này. Và nước Anh thì có rất nhiều những sân vận động nổi tiếng. Bởi vì nói thật là sân vận động của họ đều là những sân vận động đẳng cấp thế giới rồi. Vâng. Cho nên tổ chức những trận chung kết là chuyện rất là bình thường. Thì không hiểu là Trang Ben có một sự gợi ý cho các bạn không? Và tôi cũng đang đi tìm xem anh có ai trả lời em đúng hay không? Em nghĩ là đây là một câu hỏi khá là đơn giản. Em sợ là em chưa gợi ý thì các bạn lại đang đưa ra câu trả lời rồi. Đến bây giờ thì tôi đang ghi nhận là chưa có ai. À chưa có ai ạ. Chính xác là chưa có một người nào cả. Bây giờ đã gần 40 giây trôi qua rồi. Và hôm nay cảm thấy rất vui khi mà có một cái chương trình liên quan đến tennis, nhưng mà rất nhiều anh em cầu thủ đang comment. Thậm chí là có những người đang đi tác nghiệp tại Hàn Quốc. À. Đó là nhà báo Lê Ngọc Anh. Của báo bóng đá đang xem chương trình của chúng ta. Anh Thắng Vương, một người bạn đại học của tôi, cũng đang theo dõi chương trình. Và đương nhiên rồi, Kiều Trinh Trần. Kiều Trinh Trần đã vừa có một câu trả lời chính xác. Hết rồi. Đó là sân vận động Wembley ở Anh. Đây là một sân vận động có lẽ là sân vận động huyền thoại ở nước Anh rồi. Và thường là tổ chức trận chung kết của FA Cup. Như vậy là chúng ta đã mở được 5 mảnh ghép. À, xin mời đạo diễn có thể cho chúng tôi xem lại cái hình ảnh để xem mọi người có nhìn nhận ra được không. Tôi rất là muốn thách thức những cầu thủ của mình, xem là các bạn có ngoài bóng đá kiến thức gì ngoài bóng đá hay không, đặc biệt là về tennis. Và bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Mở à, chúng ta sẽ mở ô số 2 phải không anh ạ? Chúng ta bắt đầu phải mở câu số 2 rồi. Nhìn thế này cũng hơi khó đúng không ạ? Thực ra thì các vận động viên tennis ngoài cái dáng hình ra thì còn có những cái đồ dùng thể thao ấy. Vâng. Những cái thương hiệu lớn. Nếu mà ai mà quan sát thì có thể là sẽ biết được. Và đây là một người mà có lẽ là cũng hơi hiểm với một số người. Nên tôi mới ghi nhận được là một người mới trả lời đúng. Trả lời chính xác. Và sau đây là chúng ta chuyển sang câu số 6. Thực ra bình thường ra thì chúng ta không bao giờ mở câu hỏi cuối đúng không ạ? Nhưng mà thôi, bây giờ chúng tôi xin phép là có lẽ là chúng ta có nên công bố không nhỉ? Có lẽ là chúng ta nên công bố người trúng giải. Nên công bố luôn hả anh Hải? Chúng ta sẽ công bố nhá, và chúng ta sẽ nói nhiều hơn về nhân vật này. Vâng. Xin chúc mừng bạn Tạ Thắng. Bạn Tạ Thắng đã comment chính xác, đấy là Andre Agassi. Và thực sự thì bạn đã viết cực kỳ chính xác và chính tả. Andre Agassi. Chính xác, đây là hình ảnh của Andre Agassi. Xin mời bức ảnh chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta hãy bỏ hết tất cả những cái miếng ghép tre để chúng ta biết đây là Andre Agassi. Andre Agassi thì tất cả chúng ta đều biết rồi. Anh có một cái bộ râu quái nón. Và ngoài ra thì Andre Agassi còn là một trong 8 tay vợt lịch sử từng giành cái Career Grand Slam, tức là chinh phục được cả 4 Grand Slam khác nhau, trong đó có cả Roland Garros năm 1998. Và cái bức ảnh này của Andre Agassi là trên mặt sân đất nện cách đây đã 18 năm. Agassi cùng với Rafael Nadal là hai tay vợt nam hiếm hoi giành được cái gọi là Career Golden Slam, tức là 4 Grand Slam khác nhau cộng với huy chương vàng đơn nam ở Olympic. Và đây cũng là một nhân vật rất là cá tính, từng bỏ 3 mùa Wimbledon
từ 1988 đến năm 1990 vì mê tín không chịu cắt tóc và mặc đồ trắng. Và có lẽ là chúng ta cũng biết thêm những cái chi tiết, tôi nghĩ là đây là một cái chi tiết rất là thú vị, là anh đã từng là một phi công rất trẻ, lái những máy bay gọi là siêu bà già. Trong đấy thì có siêu diva kiêm cả nữ minh tinh, đó là Barbara Streisand, hơn anh đến tận 28 tuổi. Thời gian qua thì chúng ta cũng đã biết đến tân Tổng thống Pháp Macron với mối tình huyền thoại là đến tận hơn nhau đến tận 24 tuổi. Nhưng ngày hôm nay là chúng ta biết thêm thông tin là Agassi còn kém người tình cũ của mình đến 28 tuổi. Tức nghĩa là bằng tuổi em bây giờ thì phải 5 năm nữa thì chồng em mới ra đời đúng không ạ? Người yêu. À, người yêu, đúng rồi, người yêu. Tức là bây giờ bố mẹ người yêu tương lai của Trang Bài An có thể đang học cấp 2 hoặc cấp 3. Đấy là một điều phải nói là rất là đặc biệt. Vâng. Và đặc biệt là cái sở thích lái máy bay bà già của Agassi còn tiếp tục khi mà anh cặp với siêu người mẫu, đó là Brooke Shields, hơn anh đến tận 5 tuổi. Và về sau thì họ cũng làm đám cưới. Và mối tình gần đây nhất và cũng là người vợ bây giờ của anh là tay vợt người Đức Steffi Graf, cũng hơn anh 1 tuổi. Và bây giờ nếu mà nói đến câu chuyện tình cảm liên quan đến Agassi thì điều gì sẽ làm cho Trang Bài An sốc sau khi mà anh đã lái những cái máy bay rất là siêu hạng rồi? Em chỉ thấy là đúng là yêu mà trên 28 tuổi thì em cũng không hình dung được là họ sẽ đi chơi nhau như nào, nói chuyện với nhau ra sao. Thực sự là cái đấy em đến bây giờ em đúng không hình dung được. Với tôi thì sẽ là một cú sốc rất lớn nếu như mà Andre Agassi cặp với Pete Sampras, chứ không phải cặp với bất cứ một người tình nào mà thuộc phái nữ. Và đây đã là chương trình cuối cùng của On Sport Center của tuần này. Và trước mắt chúng ta là 2 ngày nghỉ. Và thay mặt cho ekip làm chương trình thì rất là mong quý vị sẽ có những ngày nghỉ tuyệt vời bên gia đình để chúng ta tái tạo sức lao động cho một tuần làm việc mới. Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào khung giờ 21 giờ thứ hai tuần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem cuối tuần này những sự kiện thể thao nào là những sự kiện thể thao mà chúng tôi chọn để gợi ý cho quý vị đừng bỏ lỡ. Và xin kính chào và hẹn gặp lại. Cuối tuần này các cúp quốc gia ở châu Âu sẽ đồng loạt khép lại. Tại Anh, Arsenal và Chelsea sẽ gặp lại nhau để tìm ra ai là nhà vô địch FA Cup. Sau đó ít giờ đồng hồ, Barcelona sẽ hướng tới việc vượt qua Alaves ở chung kết Copa del Rey để tìm kiếm danh hiệu an ủi ở mùa giải này. Đó cũng là hoàn cảnh chung của Borussia Dortmund, đội bóng sẽ gặp Frankfurt ở trận chung kết cúp quốc gia Đức. Cũng khát khao một danh hiệu an ủi không kém, đó chính là Paris Saint-Germain. Đối thủ của họ ở trận chung kết cúp quốc gia Pháp sẽ là Angers. Trong khi đó, vào trưa chủ nhật, các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U20 Honduras ở bảng E World Cup U20. Và tâm điểm của thể thao thế giới trong tuần tới chính là giải quần vợt Roland Garros khởi tranh vào ngày 28 tháng 5. Giải đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, trọn vẹn trên thể thao TV và thể thao tin tức HD.